xin chào tất cả các bạn, các anh chị và cô chú. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món nước, đó là mình sẽ làm nước đậu đen và gạo lứt rang. Ở những video trước thì mình có chia sẻ một video về nước gạo lứt rang, nhưng hôm nay thì mình sẽ làm nước gạo lứt rang kết hợp với đậu đỏ. Nước gạo lứt và đậu đỏ rang có tác dụng thanh lọc gan, làm mát gan và thanh thải các cái chất độc trong cơ thể ra, nên là giúp cho những người mà bị bệnh gan, vàng da hay là khó ngủ, nó có tác dụng rất là tốt. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện món người ở trên mạng và những cái bài thuốc này thì ở Đông y người ta, các thầy thuốc thì người ta nói là giúp cho đẹp da và làm cho các cô bác và anh chị cảm thấy thoải mái hơn, vì là nó thanh lọc gan á, là giúp mình thoải mái và ăn ngon miệng hơn á các bạn. Nên là hôm nay thì mình sẽ thực hiện. Bình thường thì mình chỉ uống nước gạo lứt thôi, tại vì nước gạo lứt thì rất là tốt, mà nhà mình thì thường thường sử dụng. Hôm nay thì mình sẽ kết hợp với đậu đỏ nhé. Đầu tiên thì đậu đỏ và gạo lứt là mình đã rang, mình đã rửa sạch và mình để khô. Bây giờ thì mình sẽ mang cả hai loại này đi rang nhé. Mình sẽ rang đậu đỏ trước nhé. Mình rang riêng từng loại cho mình sợ là gạo của mình nó sẽ chín nhanh hơn và nó sẽ bị khét ấy. Đối với khoảng 2 lít nước thì mình cho khoảng 2 đến 3 muỗng đậu và khoảng 2 đến 3 muỗng gạo nhé. Ở đây là mình cho 2 muỗng đậu, 2 muỗng gạo. Vị đậu nếu mà uống nước gạo lứt không thì cái vị rất là dễ uống, nhưng mà để kết hợp với cái đậu đỏ này thì nếu mà các cô chú và anh chị nào mình thích thì mình cũng có thể cho vào một chút xíu đường phèn nhé, để cho cái vị của mình nó không bị chát. Cái đậu đỏ này, cái vỏ của nó là nếu mà mình rang lên mình ấy thì nó cũng thơm thôi, nhưng mà nó hơi có chút xíu cái vị chát chát thì mình có thể cho một chút xíu đường phèn vào hoặc là một xíu muối. Mình rang đậu tới khi đậu chín và có mùi thơm nhé. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra và mình rang ra. Mình bắt đầu mình rang gạo nhé. Gạo lứt này thì mình cũng sẽ rang cho tới khi nó có mùi thơm và nó nổ như là nó nổ cái nổ cống hay là được khoảng chừng 3 đến 5 phút là được rồi. Mình rang cho tới khi mà gạo của mình nó nổ y như là cống vậy như này là được rồi. Thế các bạn bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình đảo một chút xíu nữa, tại cái gạo của mình nó đang còn nóng á. Nhưng mà mình không đảo nữa thì sợ là cái gạo của mình nó sẽ bị khét. Bây giờ thì mình sẽ đi đổ nước để mình nấu nước gạo lứt và đậu đỏ nhé. Mình sẽ cho khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước vào nồi mình đun, tùy thuộc vào các cô chú và anh chị thích là cái chả của mình nó cái màu nó đậm hay là nhạt. Thì ở đây thì mình cho 2 lít nước nhé, tại mình nấu chả này thì uống chủ yếu là để nó thanh lọc cơ thể, thì mình nấu nhiều nước một chút, mình uống nước là mình khát thì mình nấu và mình uống trong ngày, mình để trong bình thủy mình uống cũng được. Và ở những video trước thì mình có chia sẻ cách mà mình thường thường mình hay ủ cái gạo lứt để làm mình làm nước gạo lứt rang, là mình thường thường là mình ủ ở trong bình thủy chứ mình không có nấu. Còn hôm nay thì mình sẽ nấu, mình không ủ bình thủy mà mình sẽ nấu nhé.
Còn nếu mà các cô chú và anh chị nào mà bận rộn thì mình hoàn toàn có thể là mình sử dụng bình thủy như là mình nấu, nó không mất thời gian mà rất là tiết kiệm thời gian mà lại hiệu quả nữa. Mình cứ rang xong mình cho đậu và gạo vào bình thủy rồi mình đun nước sôi, mình chế đầy bình thủy khoảng từ 3 đến 4 tiếng sau là mình có thể uống được rồi. Mình để cho nước sôi lên thì mình sẽ cho gạo lứt và đậu đỏ vào nhé. Sau khi mà nước của mình sôi như thế này rồi thì mình sẽ cho gạo lứt và đậu đỏ vào nhé. Mình cho gạo lứt và đậu đỏ vào, mình đun khoảng chừng 15 phút thôi, 10 đến 15 phút là được rồi. Mình có thể tắt bếp và mình có thể dùng cái rây á để mình lọc cái trà của mình. Khi mà mình đun để mình nấu cái trà này thì khi nước đã sôi rồi thì mình hoàn toàn mình không cần phải để lửa to nhé. Các anh chị và cô chú thì cứ để lửa cho nó nhỏ nhỏ một xíu này thôi để cho nó sôi sùi sủi và nó giữ ấm, là giữ cái độ nóng đó, để cho cái trong cái đậu và cái gạo của mình nó ra ngoài. Nó đã chuyển sang cái màu rất là đẹp. Sau khi mà mình đun được khoảng 15 phút thì mình đã thu được cái trà gạo lứt cái đậu đỏ của mình. Bây giờ thì mình sẽ lọc nó qua cái rây nhé. Đây là nước gạo lứt và đậu đỏ mà mình vừa nấu xong. Đây nó có màu rất là đẹp, có màu nâu đỏ rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ rót ra để cho các bạn và các cô chú anh chị thấy nhé. Đây là một ly nước gạo lứt đậu đỏ. Đối với cái loại nước này thì các cô chú và anh chị mình có thể rang nhiều một chút đó. Mình để trong một cái hũ y như kiểu mình đựng để mình đựng trà vậy đó. Rồi mình uống thường xuyên, mình uống nóng này thì mình uống thay trà. Mình cũng có thể bỏ ngăn mát tủ lạnh để uống bình thường, nếu mà thích uống mát thì mình cũng có thể để trong ngăn mát. Đây thì nãy thì mình có nấu là hai muỗng đậu đỏ, 2 muỗng gạo lứt và thành phẩm của mình thu được là khoảng 1,5 lít nước trà. Các cô chú và anh chị cũng có thể mình hãm trong phích nhé. Video thực hiện làm nước trà gạo lứt và đậu đỏ của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú và anh chị ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.